tính tiền đi. Đâu có nhiêu đâu, tự tính đi em. Không có tiền còn kêu cho cố vô nữa, mày đặt thể hiện. Mày em đừng có quen cái thói mà ăn trực trước nay tới giờ. Tôi quen một đứa đó mà nó phản bội tôi còn không tức. Mày chỉ là cục sạc dự phòng của nó thôi. Em hung anh như vậy là anh hiểu lầm đó nha. Em cũng thừa biết là anh thích em á. Em cảm ơn anh Vũ nha, vì đã dẫn em đi chơi còn tặng quà cho em nữa. À, em đừng khách sáo. Cái này là anh muốn đi chơi rồi anh để lại chút kỷ niệm với em. Quà. Dạ. Anh thích em lâu lắm rồi á. Nếu mà em không chơi anh á, em đồng ý làm bạn gái anh nha. Em cảm ơn anh Vũ nha, nhưng mà anh đừng có hiểu lầm. Em hôn anh chỉ để muốn chào tạm biệt anh thôi à. Hiện tại á, em chưa có muốn yêu, tại vì em sợ sao lãng việc học lắm. Hay là khi nào em sẵn sàng thì em sẽ gọi cho anh nha. Em chào anh. Chào em. Ê mà Trúc đi uống cà phê xong rồi mình đi đâu ta? Ê con quỷ à. Uống cà phê ngồi mơ mộng gì vậy? Ê nó nghe nè, mày với con Hoa sao rồi? Cũng bình thường, cũng đang đeo đuổi Hoa. Ấy gì? Ăn uống gì chưa? Chưa. Bữa Hoa có hung vô mặt tao một cái. Đù. Kiểu như hung cảm ơn thôi, chứ cũng chưa có tình cảm gì hết á. Nhưng mà tao nghĩ đây là tín hiệu tốt à. Ờ có đồng ý chưa? Chưa. Gì kỳ vậy? Tại vì Hoa nói là đang trong giai đoạn học hành, muốn có thời gian suy nghĩ thêm. Kiểu như thôi mình cũng mình quen con người ta mà chúng lúc nó đang đi học thì chấp nhận chờ đợi thôi. Mày không nghe tao nói hả? Chờ đợi là hạnh phúc mà. Ê, Hoa rồi. À, nghe. Anh nghe nè Hoa. Ăn phở hả? Phở quán cũ nha. Rồi. Em đợi chút xíu nha. Anh mua phở đem qua liền cho. Rồi. Khánh có gì mày tính tiền cà phê giùm tao đi. Rồi bữa nào tao mời mày lại sau nha. Gì hoài vậy? Tao thấy mấy ăn uống cái đó là đặt trên mạng tao giao tới mà. Cái này là hành mày rồi đó. Có đâu. Tại vì cái quán mà Hoa hay ăn á, cái quán này là không có trên app, trên mạng không có có. Tao thấy trời nắng mà đường xa vậy đó, mày cũng đi luôn hả? Bởi vậy cái tính mày hay vậy, mày ế tới giờ này chưa có ghệ là vậy á. Thà tao ế. Tao ế như vậy đó, đỡ hơn mày trong cái mối quan hệ phức tạp mà độc hại như vậy, không thích. Độc hại gì ba? Mày cứ nghĩ xấu con gái người ta không mà. Nói chung là tao thấy là Hoa cũng có ý đồ thích tao nên mới tạo cơ hội cho tao xúc tiến. Gặp nhau thì mình còn này kia được, chứ tự nhiên bây giờ mày muốn quen con người ta mà tối ngày cứ gọi điện thoại qua lại hoài thì sao mà có cảm xúc được, đúng không? Rồi con sẽ sáng mắt con ra thôi con à. Thôi mày sợ. Từ từ rồi con sẽ biết. Thôi tranh thủ nó đi nha. Rồi từ từ con sẽ cảm nhận được con à. Nó gạt mày đó con ơi, mày chỉ là cục sạc dự phòng của nó thôi. Nó sạc chán rồi nó trả. Chúc mừng sinh nhật em. Dạ, cảm ơn mọi người. Có bộ năm nay sinh nhật xịn quá ha. Thuê nguyên nhà hàng sang trọng đã sinh nhật luôn á. Đây là cái sinh nhật đầu tiên mà tôi được tổ chức xịn như vậy luôn đó. À. Thôi, bây giờ tôi gọi món rồi tụi mình cùng nhập tiệc nha. Ừ. Rồi. Okay. Anh ơi. Chị cho em gửi bill. Ok. Cảm ơn anh. Trời ơi, tưởng bao nhiêu, rẻ bèo luôn á tụi bay. Anh, tính tiền đi. Thôi. Đâu có nhiêu đâu. Nhà hàng này cũng rẻ ha. Tự tính đi em. Gì vậy? Ừ? Em kêu anh tính thì anh tính đi. Đừng lại mất mặt với bạn bè chứ. Em sao vậy? Anh cũng như mọi người bình thường à. Em mời anh đến dự sinh nhật thì anh có mua quà tặng cho em nè. Thì tặng quà thôi chứ tự nhiên tính tiền chạy. Gì vậy? Em mới điên á. Tính tiền đi. Rẻ mà. Ủa vậy là sao? Không phải bồ của nhau hả? Ủa sao nói là yêu con Hoa dữ lắm mà tự nhiên ngày sinh nhật của người ta vạch mặt người ta ra vậy trời. Không đáng mặt đàn ông tí nào luôn. Tôi sorry mọi người nha. Để Vũ nói câu này. Thật ra là mọi người hiểu lầm rồi. Vũ với Hoa là bạn bè bình thường thôi, chưa có quen nhau.
thì không thể nào nói câu là không đáng mặt đàn ông được ha. Còn cái chuyện mà sinh nhật của em tổ chức á thì em tự tính tiền. Em đừng có quen cái thói mà ăn trực trước nay tới giờ rồi bắt anh trả nha. Không có. Ủa không trả thôi, làm gì lớn tiếng quá vậy? Ê tụi bay, ổng không trả thôi, tụi mình xem với nhau trả ha. Hai mấy đứa. Gì vậy má, nghĩ sao nói câu đó vậy? Ủa tụi tôi đi sinh nhật bà cũng tặng quà rồi, tự nhiên giờ kêu xe. Thôi lao khùng. Mày tổ chức thì mày tự trả đi, mắc gì kêu tụi tao xe. Trời ơi, không có tiền còn kêu cho cố vô nữa, mày đặt thể hiện. Mày mời sinh nhật, mà mày kêu tụi tao xe. Thôi ơi, không có đâu cưng. Tụi tao không có đủ tiền để mà trả đâu. Thôi thôi, đừng nói nữa, đi về đi. Chị của nó để tự giải quyết. Ê tụi bay. Bye bye mọi người nha. Tụi bay, các bạn. Đứng lại đó coi. Mày đứa kia. Còn anh nữa. Anh nói yêu thương tôi mà một chầu ăn anh cũng không trả được. Anh yêu thương tôi kiểu gì vậy? Anh không thấy xấu hổ hả? Anh còn làm tôi mất mặt trước mặt bạn bè tôi nữa. Từ nay về sau á, đừng có yêu thương tôi nữa nghe chưa? Nè, tôi nói cho cô biết, những câu nói vừa rồi á, cô tự chất vấn bản thân cô đi. Trước đến giờ tôi làm rất nhiều điều cho cô. Đó là vì cái gì? Là vì tôi thương cô, xuất phát là tấm lòng chân thành của tôi. Còn cô thì sao? Cô không phải là cần thêm thời gian để suy nghĩ cho mối quan hệ của hai đứa mình, mà đơn giản cô muốn vụ lợi trên cái mối quan hệ của tôi. Cái gì? À mày hỏi thằng Vũ hả? Tao nhờ nó đi mua phở cho tao rồi. Thằng Vũ nó chậm chạp lắm mày ơi. Chắc cũng phải nửa tiếng nữa nó mới tới. Tao không yêu đương gì với thằng đó đó. Tao chỉ đang lợi dụng nó thôi. Ủa ai biểu nó đâm đầu vào tao làm chi? Nó ráng nó chịu. Lợi dụng được thì tao lợi dụng thôi. Thời đại bây giờ yêu đương gì nữa. Nói chung á là còn giá trị thì tao còn lợi dụng. Hết giá trị thì tao đá cho khỏe thay tao. Thôi ạ. Giờ này còn chưa tới nữa. Lạ mẹ quá. Anh mua đồ ăn cho em xong chưa? Em đói quá à. Anh xin lỗi nha, anh có việc đột xuất rồi, không có qua em được. Tôi hùng với cô phân nửa cái tiệc này, xem như đây là cái sự tử tế cuối cùng mà tôi dành tặng cho cô. Từ đây trở về sau đừng có quen cái thói mà sống dơ như vậy, bẩn lắm. À, anh Vũ, em xin lỗi. Là em sai rồi, nhưng mà em cũng từng nghĩ là em sẽ cho anh một cơ hội đó. Em nói thiệt. Buông ra. Bây giờ tôi không thể nào tin bất cứ điều gì cô nói nữa. Xạo lắm. Tôi nói thiệt cho cô nha. Thà là tôi quen một đứa đó mà nó phản bội tôi còn không tức hơn là cái đứa mà lợi dụng như cô. Thứ như cô còn nham hiểm độc ác hơn là trà xanh tiểu tam đó. Biết chưa? Từ đây trở về sau á, sống cho đàng hoàng vào. Nếu gặp một người đối xử chân thành với mình á, thì hãy đối đãi người ta bằng sự chân thành trở lại. Đừng bao giờ lợi dụng trục lợi người khác. Đứng đây tự chất vấn bản thân mình đi.